Theo thống kê của Công an tỉnh Hưng Yên, trong 7 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra trên 100 vụ trộm cắp tài sản, tăng hơn 30 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, điều tra khám phá 77 vụ với 99 đối tượng, đặc biệt xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản, kẻ gian đột nhập vào một nhà dân để thực hiện hành vi trộm cắp. Điển hình như vào đầu tháng 6 vừa qua, tại xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, xảy ra hai vụ trộm đột nhập vào nhà dân, phá két sắt lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của người dân, Công an xã Đông Kết đã tiến hành xác minh, điều tra và bắt được đối tượng trộm cắp. Ngay lập tức chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo để triển khai lực lượng xuống địa bàn, xuống hiện trường để rà soát các đối tượng nghi vấn, và cũng đã nhanh chóng khoanh vùng đối tượng và triệt phá thành công cái vụ việc. Thời gian gần đây còn xuất hiện tội phạm người nước ngoài đột nhập vào các công ty doanh nghiệp để trộm cắp. Điển hình như đầu tháng 7 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm đã phát hiện và điều tra làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc đột nhập vào một số công ty để cậy phá két sắt, trộm cắp tài sản. Các đối tượng trộm cắp thường xuyên lợi dụng các cái sơ hở của nhà dân như không khóa cửa, khóa cổng hoặc để tài sản ở những nơi mà không có người bảo vệ, lợi dụng cái những ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần và biết được người dân thường vắng nhà, các đối tượng sẽ lẻn vào nhà dân và sử dụng các cái công cụ phương tiện như kìm, xà beng, xà cầy để cậy phá cửa cũng như là cậy phá két sắt để trộm cắp tài sản. Trong số hơn 100 vụ trộm cắp tài sản xảy ra từ đầu năm đến nay thì phần lớn là trộm cắp nhỏ lẻ tại khu dân cư, chủ yếu là trộm cắp xe máy, điện thoại di động. Các đối tượng xấu thường lợi dụng sự sơ hở và sự mất cảnh giác của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp. Nguyễn Văn Nờ vừa bị Công an huyện Kim Động bắt tạm giam vì có hành vi trộm cắp xe máy tại xã Đức Hợp. Thời gian vừa qua, xã Đức Hợp xảy ra 2 vụ trộm cắp xe máy. Công an xã đã điều tra làm rõ và bắt được đối tượng thực hiện 2 vụ trộm trên. Đây là bài học cảnh giác đối với người dân, nhất là những hộ kinh doanh buôn bán ở mặt đường thường xuyên để xe máy trước cửa nhà. Lực lượng công an xã chúng tôi đã tham mưu chủ tịch ủy ban nhân xã để có những cái bài tuyên truyền phổ biến cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã để có cái nâng cao cái tinh thần cảnh giác để phòng ngừa các cái tình hành vi trộm cắp tài sản xảy ra. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cử ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Thị Đờ, chú tại xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi về tội trộm cắp tài sản. Vào ngày 22 tháng 5, đối tượng điều khiển xe mô tô đi xung quanh các thôn thuộc xã Minh Tân nhằm tìm sơ hở của các hộ dân, đặc biệt là những người cao tuổi ở nhà một mình để trộm cắp tài sản. Khi đi qua nhà hai cụ bà thấy sơ hở, Nờ đã đột nhập trộm cắp số tiền gần 6 triệu đồng. Cùng với thủ đoạn tương tự, Nờ đã trộm cắp chiếc điện thoại và số tiền 15 triệu đồng tại một nhà cụ bà ở xã Quang Hưng. Sau khi mà có vụ việc xảy ra thì Ủy ban dân xã cũng như là cải thống chính trị của địa phương ấy thì đã vào cuộc quyết liệt và làm tốt cái công tác tuyên truyền. Giao cho lực lượng công an có cái chỉ tiêu của các chiến sĩ công an trong cái việc cái viết cái bài tuyên truyền thông qua cái hệ thống các cái nhóm Zalo và cần triển khai đến các cái thôn và đặc biệt ở các cái cuộc họp của các ngành đoàn thể thì chúng tôi cũng đều có cái triển khai tuyên truyền sâu rộng về cái đề cao cái cảnh giác trong cái việc trộm cắp tài sản của các đối tượng xấu. Và mùa nắng nóng như hiện nay, các con đường làng ở xã Minh Tân thường vắng vẻ. Mặt khác, phần lớn người trẻ đi làm ăn xa, nhiều người cao tuổi ở nhà sống từ 1 đến 2 người, lại ít người qua lại. Trước các vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn xã trong thời gian qua, người dân và đặc biệt là những người cao tuổi đã có sự cảnh giác hơn, nhất là đối với người lạ. Đề phòng trộm cắp là cứ trưa mới sáng có ông bà, có bà mới lại cháu ở nhà thì cứ khóa cổng vào. Nếu có người gọi mà lạ thì không ra tiếp xúc, thì sợ là lạ thì người ta đến người ta lừa đảo thì không biết thế nào được, cho nên là không dám ra. Nếu như trước kia vào ban ngày, nhiều gia đình thường không khóa cổng, nhưng nay cổng nhà nào, nhà nấy luôn được khóa chặt. Đây là cách mà nhiều gia đình ở xã Minh Tân thực hiện để phòng ngừa các đối tượng trộm cắp. Vừa qua, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hưng Yên đã ban hành công văn số 20 về việc tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về trộm cắp tài sản, trong đó đề nghị các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương cần có những biện pháp cụ thể đồng bộ để chủ động phòng ngừa với tội phạm trộm cắp, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.